Sáng 15 tháng 3, Hội báo toàn quốc năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội báo toàn quốc 2019 với chủ đề Báo chí Việt Nam đổi mới sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn luôn đánh giá cao vai trò của báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn trọng lớn của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sự tin yêu đùm bọc của nhân dân, báo chí nước nhà đã không ngừng lớn mạnh, luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Sáng 15 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt. Theo đó, khu vực có diện tích 30 hectare thuộc phường 1, thành phố Đà Lạt. Phạm vi từ đường Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Lý Tự Trọng, hẻm nhà thờ Tinh Lành, Nguyễn Văn Trỗi đến đầu đường 3 tháng 2, Nguyễn Chí Thanh, đường dẫn xuống Lê Đại Hành qua vòng xoay đài Phun Nước, Nguyễn Văn Cừ, Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản. Quy mô dân số hiện trạng khoảng 5.370 người với 1.064 hộ, với hệ số tăng dân số cơ học 1,2, dự báo quy mô dân số khu vực quy hoạch khoảng 6.879 người. Mua đất dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bách Đạt An tại khu đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam mà không nhận được sổ đỏ như đã cam kết. Tối 14 tháng 3, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở của công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam, đơn vị phân phối đất dự án của công ty Bách Đạt An tại thành phố Đà Nẵng để yêu cầu giải quyết quyền lợi cho người mua đất. Hàng trăm khách hàng mua đất đã đến gặp trực tiếp lãnh đạo công ty Hoàng Nhất Nam, yêu cầu trả lời với khách hàng mua đất tại các dự án công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư, gồm Sakura, dự án Hetra và Eco Future Park tại khu đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc do công ty Hoàng Nhất Nam phân phối, để buộc doanh nghiệp đưa ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, phía công ty Hoàng Nhất Nam vẫn không trả lời dứt khoát với các khách hàng. Ngày 15 tháng 3, Đại tá Nguyễn Văn Tuân, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa cứu được 8 ngư dân bị nạn trên biển và đang xem xét hiện trường để tìm cách trục vớt với chiếc tàu bị nạn. Theo đó, vào sáng 14 tháng 3, chiếc tàu câu mực biển mang biển kiểm soát BV9368TS do ông Nguyễn Văn Thượng, ngụ phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là chủ phương tiện, làm thuyền trưởng. Trong lúc khai thác trên biển thì bị vướng cạn, phá nước tại vị trí cách cửa sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre khoảng 9 hải lý. Thời điểm trên tàu có thuyền trưởng và 7 ngư dân đang câu mực. Nhận được thông tin cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bến Tre liền chỉ đạo đồn biên phòng Hàm Luông phối hợp Hải đội Biên phòng 2 đóng ở